không được bao nhiêu đâu, nhưng mà cứ nhận đi anh em. Anh chia sẻ Facebook mùa hè được 3.000 đồng này, hay ghi pose này. Đấy, hôm nay mình sẽ chơi này nha. Thầy xỉu đây. Đầu tiên ấy, mình sẽ nói 5 cái kinh nghiệm chơi của mình nha. Thì mình sẽ nói